Ai Sẽ Thành Sao Nhí là một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát với độ tuổi từ 5 đến 14, với thành phần đơn ca và nhóm. Quy mô tuyển sinh mở rộng trên khắp cả nước. Vòng tuyển sinh đã thu hút một lượng lớn các tài năng nhí tham gia, với đủ dòng nhạc từ dân ca, bolero, rock, pop cho đến ca trù, chèo, vân vân. Tất cả đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu, hứa hẹn mang đến một chương trình vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn. Ai Sẽ Thành Sao Nhí là hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc sở hữu giọng hát xuất sắc, giàu cảm xúc và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, đề cao chất giọng và khả năng thích nghi, trình diễn, biến hóa của thí sinh qua từng vòng thi đầy kịch tính và quyết liệt. Đồng hành cùng chương trình là ba vị huấn luyện viên, họ là những ca sĩ, nhóm nhạc hàng đầu tại Việt Nam, đó là ca sĩ Thanh Thảo, nhóm MTV, ca sĩ Thủy Tiên và tổng đạo diễn chương trình, giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Phương Uyên. Cảm thấy rất là phấn khích tham gia chương trình, còn được nghe rất là nhiều bé hát và đã được nghe những câu chuyện rất là dễ thương của các bé nữa, cho nên là bản thân tiên rất là háo hức. Đúng là lần đầu tiên mà MTV nhìn thấy, và cũng lần đầu tiên một chương trình mà với những huấn luyện viên mà ngồi cùng một ghế mà nó ghế nó dài tới mức độ. Thực sự cái vấn đề MTV sợ là không phải là sợ là MTV không giải quyết nội bộ được đâu, mà sợ là ba người á, mà khi mà ngồi chung ghế giám khảo thì nó có những cái điều phát sinh mà khó đỡ đó. Cái đó là cũng là cái điều mà khán giả sẽ mong muốn xem coi nó khó đỡ tới cỡ nào, đúng không nào? Và đây là lần đầu tiên Thanh Thảo cầm cân nảy mực ở trong một cái vị trí đó là huấn luyện viên cho các bé trong chương trình Ai Sẽ Thành Sao Nhí. Cho nên là bản thân Thanh Thảo cảm thấy rất là háo hức. Vì vậy thì bản thân Thảo khi mà nhận được lời mời Ai Sẽ Thành Sao Nhí thì Thảo cố gắng để sắp xếp thời gian để tham gia chương trình. Vâng, cảm thấy rất là hứng thú khi mà chương trình có một mảng là nhóm. Và điều này chính là điều mà gây hứng thú cho Phương Uyên nhất khi nhận lời làm giám đốc âm nhạc cũng như là tổng đạo diễn của chương trình Ai Sẽ Thành Sao Nhí. Với các bé hiện tại thì Phương Uyên đã phải nói là dốc hết tâm hết lực để làm sao đào tạo cho các bé cũng như là đem đến cho tất cả khán giả của đài Vĩnh Long một chương trình hay, chất lượng, hấp dẫn. Và tại vòng tuyển chọn, các thí sinh sẽ đứng trên một chiếc bục được bao bọc bởi một lớp đèn mờ. Khi huấn luyện viên bấm nút chọn, ngôi sao màu xanh sẽ xuất hiện. Nhưng chỉ từ hai huấn luyện viên chọn trở lên, chúng ta sẽ được nhìn thấy rõ khuôn mặt của thí sinh. Đồng thời, thí sinh đó sẽ được bước tiếp vào vòng trong. Tại vòng tuyển chọn, chỉ 24 thành phần đơn ca và nhóm được lọt vào vòng tiếp theo, bao gồm 8 đơn ca nữ, 8 đơn ca nam, 8 nhóm. Và một điều đặc biệt của Ai Sẽ Thành Sao Nhí là các thí sinh phải trải qua hai vòng thử thách của chương trình, đó là vòng tuyển chọn và vòng đối đầu. Khi chỉ còn 18 đơn ca và nhóm thì thí sinh mới có quyền lựa chọn huấn luyện viên cho mình. Mỗi huấn luyện viên chỉ được chọn 2 đơn ca nam, 2 đơn ca nữ và 2 nhóm cho đội của mình. Sự cạnh tranh là khốc liệt. Ai sẽ may mắn giành chiếc vé bước tiếp vào vòng trong? Một máu lạc hồng, 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi giống lạc hồng, sống dòng tiên, nguyện ôm bao đời đất mẹ. Và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em bên dòng sông vắng. Các cô hết hồn, cô phải bấm liền, sợ con bị lạc trôi đó. Chị Siêu hả? Em Vương nè. Ủa, con chị đi thi mà sao không báo cho em biết? Con rất là tự tin, cái phong thái của con cực kỳ là chuyên nghiệp nhất từ đầu chương trình đến bây giờ luôn á. Ngay từ lúc đầu là con đã dằn mặt các cô chú rồi. Và khi con chọn cái bài hát này là cô đã biết là con có cái nội lực rồi. Tức quá à, bình tĩnh con ơi, người ta đâu có mồi chài đâu mà. Quán quân của chương trình sẽ giành giải thưởng trị giá 200 triệu đồng và một số phần quà có giá trị khác.
chúng ta sẽ cùng đón xem tập đầu tiên của vòng tuyển chọn Ai Sẽ Thành Sao Nhí, được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 8 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại ngày hôm sau vào lúc 12 giờ thứ hai ngày 28 tháng 8 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.